Chào các bạn. Rồi. Hôm nay đi tập. Có cái gì vậy? Hôm nay bạn khám với cô cho đến nào hai cái này nè. Còn biết không? Làm gì nữa? Đâu? Đây là món gì đây? Đây là món khoai đậu. Và mình xay cái đống này nha. Rồi, xay cái đống nữa hả? Và mình mở xuống đây nha. Đâu, thử rồi. Lại coi con dặn ngược lại. Hai cậu bơi dưới nước à? Đi đi. Nào cho bà thử coi. Kiếm chậu rồi, có hai tay rồi. Không mà dặn cho nó quay nhiều thôi. Thử nha. Bị 1, 2, 3. Tạo quá rồi. Rồi cái món kia là món gì vậy? Lấy ra bà con ơi. Món đó là con gì vậy? Khoai tây chiên. Sao dùng ra? Ngược rồi, dặn ngược thôi. Đúng rồi, dặn như chiều, dặn chiều đó, lấy cái tay kia mình che lại. Và cá nữa. Cá nè. Bố có đồ chơi mới mới vào lấy ra nữa nha. Bye bye đi. Bye bye.